Kính thưa thầy Châu, cô Lan, kính thưa các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi đến với một cái tình huống lâm sàng như vậy. Tôi có một bệnh nhân 32 tuổi đến khám vì khó thở, ho, khò khè, tái đi tái lại. Khi chúng tôi hỏi và khám thì chúng tôi biết chắc là người này là hen rồi. Làm chức năng phổi thì cũng đúng là như vậy. Thì người này xem lại thì họ đã được điều trị trước đó bằng cái Symbicort. Một nhát buổi sáng, một nhát buổi tối. Khi nào mà có triệu chứng thì lên cơn khó thở. Nhưng mà cái người này có một cái đặc tính là gì? Bình thường thì họ không có dùng cái thuốc ngừa cơn liên tục như vậy. Khi nào họ có triệu chứng thì họ mới dùng mà thôi. Và bởi vì cái cách điều trị như vậy, cho nên trong 4 tuần qua đó, thì mỗi tuần người này đều có triệu chứng 1-2 lần và có thức giấc ban đêm 1-2 lần. Và cái công việc của họ vì vậy cũng bị ảnh hưởng luôn. Tôi tin rằng cái người bệnh nhân mà tôi gặp trong cái buổi khám bệnh này, quý vị đồng nghiệp ở đây cũng gặp. Bởi vì họ có một đặc tính là cái sự tuân trị không có tốt. Và rõ ràng cái thách thức trong điều trị hen chính là sự tuân trị. Vậy chúng ta là bác sĩ, khi gặp một người bệnh nhân tuân trị, không tuân trị tốt, thì cái cách tiếp cận của mình là như thế nào? Thì cách tiếp cận của tôi là 3 phần thôi. Cái head là cái đầu não, cái trí óc. Cái heart là quả tim. Và cái hand là bàn tay. Nếu nói về cái đầu não thì tôi sẽ sao? Tôi sẽ nói với bệnh nhân, à, hen là bệnh viêm, viêm này mãn tính lắm, cho nên nó phải điều trị kéo dài, không có thể gián đoạn được, chẳng hạn như vậy. Rằng là những cái thuốc này, thời gian tác dụng của nó chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi, không thể dùng một lần được, phải dùng 2 lần một ngày, chẳng hạn như vậy. Còn khi mà muốn tác động đến trái tim của họ, về cảm xúc của họ, thì tôi phải nói về những lợi ích của việc điều trị đều đặn và những cái bất lợi của việc điều trị không có điều đặn của họ là như thế nào. Xong rồi tôi sẽ cùng họ trải nghiệm những cái câu chuyện về những trường hợp bất lợi khi mà không điều trị một cách đều đặn. Nhưng phần thứ ba nữa, đó là phương thức nào, chỉ cho họ cái cách nào để có thể làm được. Vì giới hạn của thời gian trình bày, hôm nay tôi sẽ đi vô cái yếu tố số 3, là yếu tố bàn tay, về cái phương thức mà điều trị bệnh như thế nào. Chúng ta đều biết cái hướng dẫn của Gina 2022 rồi. Thì đối với những người bệnh nhân hen như vậy thì chúng ta có 2 cái cách tiếp cận. Cách tiếp cận thứ nhất được gọi là cách tiếp cận mạc. Tức là trên cái nền điều trị đó chúng ta vẫn dùng thuốc kháng viêm. Rồi mỗi khi bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta dùng thêm chính cái thuốc ICS và Formoterol nữa để giảm nhẹ triệu chứng cùng lúc đấy. Và phương pháp số 2 là sử dụng cái thuốc mà ICS-LABA điều trị nền, làm sao cho nền viêm thật là ổn định. Rồi khi nào bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta sẽ dùng thêm một chút nữa cái thuốc Ventolin để làm giảm triệu chứng đi. Khi mà có 2 phương pháp đó thì chúng ta cần hiểu được rằng cái cốt lõi của 2 cái phương pháp nó nằm ở đâu. Nếu đây là cái phương pháp tiếp cận theo cái kiểu liều cố định thì ở trên cái màn hình này quý vị thấy được rằng ở trục tung là cái sự cải thiện về các thông số của bệnh nhân và trục hoành là cái thời gian điều trị. Và chúng ta thấy một điều rằng là sự cải thiện của các triệu chứng thì rất là nhanh chóng. Nhưng mà sự cải thiện về những cái thông số bên dưới nữa, đặc biệt là sự tăng phản ứng tính phế quản, đòi hỏi thời gian rất là dài. Và đó nó thể hiện cho cái nền viêm ẩn ở bên dưới. Và cái điểm cốt lõi của trong biện pháp điều trị liều cố định là làm sao chúng ta tìm được một cái liều kháng viêm đủ mạnh, điều trị đủ lâu dài để ức chế cái nền viêm đó, làm sự giảm cái phản ứng tính phế quản xuống thật là thấp. Và khi đó chúng ta không còn sợ những cái cơn cấp nó lên thường xuyên nữa. Còn đối với liệu pháp mạc, cái điểm quan trọng của họ là gì? Là mặc dù đã điều trị nền viêm như vậy rồi, nhưng mà đặc tính viêm của bệnh hen vẫn lên lên xuống xuống như thế này. Và mỗi khi nó có hiện tượng thay đổi nhiều như thế thì chúng ta hãy dùng thêm vô cái cửa sổ cơ hội tăng đấy cái thuốc corticoid vào lúc bấy giờ. Như vậy thì chúng ta đã có 2 cách tiếp cận với những 2 cái động thái riêng biệt rồi, với nhau như vậy rồi. Nhưng mà liệu là cái điều mình thấy được trong lý thuyết đó nó có được diễn dịch ra thực hành lâm sàng hay không? Người ta nói về những yếu tố kỹ thuật khi chúng ta cần phải có để có thể sử dụng được cái liệu pháp mạc và liệu pháp PRD, tức là liệu pháp liều cố định. Thứ nhất, bác sĩ phải có khả năng đánh giá được chính xác cái người này mức độ viêm nó nhiều hay ít.
cỡ nào để người ta lựa chọn cái liều kháng viêm đủ mạnh, thích hợp. Và thứ hai, quan trọng hơn nữa là người bệnh cần phải nhận ra được rằng lúc nào triệu chứng của mình nó nhiều hơn để có thể sử dụng thêm thuốc vào thời điểm đó. Chúng ta hãy xem thử trên thực hành lâm sàng điều đó đã được thực hiện như thế nào. Bác sĩ chúng ta đã đánh giá nền viêm ra sao? Về mặt lâm sàng thì mình hỏi bệnh nhân thôi, có chịu soát hen hay không? Rồi sau đó đó, mình có thể dựa vào một số cái bảng câu hỏi tiêu chuẩn như là RINA, rồi ACT và ACQ. Nhưng mà để đánh giá nền viêm thì phải làm xét nghiệm chứ. Vậy thì mình sẽ phải có những xét nghiệm nào đánh giá nền viêm. Mình có thể coi được cái FeNO ở trong hơi thở ra, coi eosinophil ở trong đàm gây khạc là bao nhiêu. Chúng ta có thể đánh giá một cách viêm gián tiếp qua test giãn phế quản, qua dao động PF, qua phản ứng tính phế quản. Nhưng ở trên thực hành lâm sàng thì cái điều bên kia mình ít làm. Mình chỉ làm bên này, nhiều lắm là mình hỏi có kiểm soát hay không theo Gina. Chính vì điểm đấy mà mình không định ra được cái nền viêm rất là chính xác. Còn đối với người bệnh nhân thì người ta yêu cầu bệnh nhân làm cái ACT rồi làm lưu lượng đỉnh. Đấy cũng chỉ là lý thuyết thôi. Trên thực sự thì họ cũng chỉ dựa vô cái cảm nhận của chính mình chứ không làm như vậy. Và hậu quả là có đến 25% bệnh nhân hen kiểm soát hen nhận thức dưới cái mức độ kiểm soát của mình, và 15% bệnh nhân hen lại nhận thức quá mức cái triệu chứng của mình. Nó dẫn đến cái việc sử dụng cái liều khi cần thật là khó khăn cho họ. Vậy thì cái việc không tuân thủ điều trị là việc rất là thường gặp. Vậy thường gặp như vậy á, thì mình sẽ hỏi, vậy hai cái liệu pháp cố định và liệu pháp mạc, mình dùng liệu pháp nào thì có khả năng bảo vệ được tốt hơn? Mình đi tìm những nghiên cứu để so sánh hai điều đó, thì quả nhiên đến đây những randomized control trial để so sánh hai như vậy thì rất là khó, đặc biệt là mình xác định được cái tỷ lệ không tuân trị là như thế nào. Người ta bèn dùng cái cách là dùng mô hình để tính toán cái khả năng đó. Vậy thì người ta thấy rằng những cái corticoid thì nó khác biệt với nhau bởi cái khả năng gắn vô cái thụ thể glucocorticoid, bởi cái sự gắn vô protein, bởi vì cái sự khác biệt về thời gian bán hủy của thuốc ở trong máu. Và như vậy, cái khả năng gắn vô corticoid sẽ quyết định được, vô thụ thể sẽ quyết định corticoid nó mạnh hay yếu, ức chế viêm mạnh hay yếu. Còn cái sự mà ở lại trong máu kéo dài thì sẽ quyết định là tác dụng phụ của nó nhiều như thế nào. Thế là người ta tìm cách hình thành một cái mô hình như thế, mà yếu tố tiên đoán chính là những thông số PK/PD của thuốc và là tỷ lệ tuân thủ điều trị. Còn cái kết cục của nó chính là phản ứng tính phế quản thể hiện cho cái nền viêm ở bên dưới và sự ức chế cái trục hạ đồi tuyến yên đo bằng cortisol máu. Như vậy thì ta lấy hai bộ dữ liệu của những cái thử nghiệm ngẫu nhiên màu đuôi có trứng ra, một bộ số liệu thì người ta dùng những cái thông số của nó để hình thành cái mô hình như vậy. Và sau khi có một cái mô hình, một công thức tính toán rồi thì người ta áp dụng qua một cái bộ dữ liệu độc lập số 2, người ta xem thử rằng có tiên đoán được hay không. Và kết quả của nghiên cứu này đã cho thấy rằng cái mô hình người ta thiết lập được hoàn toàn có thể tiên đoán những điều có thể diễn ra trong thực tế. Và khi mà thấy được cái chuyện như vậy rồi thì người ta mới xem lại hai cái cách điều trị của mình. Và người ta thấy rằng trên những người bệnh nhân hen trung bình thì khi mà sử dụng cái liệu pháp mà liều cố định với cái liều của cái fluticasone là 250 microgram hai lần một ngày mà tuân thủ 100% hoặc là chỉ tuân thủ có 85% thôi, thì họ đạt được hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là có thể bảo vệ được phế quản rất là tốt, và tiêu chí thứ hai là không có ức chế trục hạ hồi tuyến yên, nó nằm ở trên trục phần tư ở phía trên này. Nhưng mà qua bên cạnh, khi người ta xem thử rằng vậy dùng liệu pháp mạc cho bệnh nhân hen từ trung bình đến nặng thì có đạt được điều đó hay không, thì câu trả lời là không. Với các liều điều trị khác nhau của liệu pháp mạc thì không có một cái liều nào nó rơi vào cái ô phần tư ở trên phải cả, nghĩa là hoặc là nó đạt được kiểm soát hen thì nó bị ức chế trục hạ đồi tuyến yên, và ngược lại như vậy. Và bây giờ người ta tiến hành trả lời một câu hỏi nữa rằng vậy thì cái tỷ lệ giữa bảo vệ và tác dụng phụ giữa các liệu pháp điều trị thì như thế nào? Thì người ta thấy rằng nếu chúng ta sử dụng cái phân tử là fluticasone với lại là salmeterol thì cái hiệu quả bảo vệ của họ nó sẽ tốt hơn là phân tử budesonide và formoterol, bởi vì đặc tính dược động, dược học nó khác nhau. Và khi mà so sánh dùng cái liệu pháp mà mạc trong cái tỷ lệ chỉ có 50,
có 85% thôi, thì chúng ta cũng thấy được là cái chỉ số giữa cái bảo vệ và tác dụng phụ là thấp hơn so với cách mà sử dụng liều cố định. Và như vậy, cái kết luận chúng ta có là gì? Kết luận thứ nhất, hen là một hiện tượng viêm mạn tính đường thở. Do vậy, cái kiểm soát nền viêm trong hen chính là then chốt trong điều trị kiểm soát hen. Cái mức độ tuân thủ điều trị nó quan trọng rất là nhiều đến cái việc thành bại của cái điều trị của mình. Cho nên can thiệp đầu tiên của bác sĩ là nâng về nhận thức, thái độ, hành vi của người bệnh nhân để đạt được sự tuân thủ cao nhất. Và trong cái trường hợp mà cái độ tuân thủ nó không đạt được nhiều như vậy, thì cái liệu pháp điều trị liều cố định có vẻ là bảo vệ phế quản tốt hơn với tác dụng phụ ít hơn so với liệu pháp liều linh hoạt. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp.